Con về tới nhà rồi hả? Dạ con về nhà rồi má. Ừ, sao con không điện cho má biết liền vậy con? Sao con im lặng vậy? Hiếu à? Hiếu! Má ơi, Chuyện gì vậy con? vợ con bỏ đi thiệt rồi má. Cái gì? Chị Dương đã đốt hết đồ đạc của cổ, chỉ lấy đi những thứ cần thiết thôi. Má! 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 Má ơi! Má ơi! Má sao vậy nè? Má! Má! Má ngồi xuống đi má! Má! Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy má? Chiều Dương nó đã bỏ đi rồi. Nó bỏ má, nó từ bỏ gia đình mình. Má! Má! Sao má biết chuyện này vậy? Hiếu nó về tới nhà, nói Chiêu Dương đốt hết đồ đạc, nó bỏ đi rồi. Chiêu Dương, tại sao? Tại sao lại rời bỏ anh, rời bỏ gia đình mình chứ em? Và từ đây